Lê Văn Đô, người đúng thế xứng đáng cho vận hậu U23 Việt Nam. Trong chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia, người hâm mộ đã hết lời khen ngợi những ngôi sao đã để lại dấu ấn đậm nét là Hoàng Đức, Tiến Linh hay Hùng Dũng. Nhưng theo giới chuyên môn, việc ba cầu thủ trên 23 tuổi thể hiện đẳng cấp là điều đã được dự đoán trước. Việc nhìn nhận khía cạnh chuyên môn nên dành cho các cầu thủ trẻ, những người lần đầu tiên tham dự một giải đấu tầm cỡ như SEA Games 31 cũng quan trọng không kém. Điểm qua những tân binh chơi xuất sắc nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu gặp U23 Indonesia, cái tên Lê Văn Đô là người được chấm số điểm cao nhất với một bàn thắng và một pha mở ra cơ hội ghi bàn. Đặc biệt hơn cả là Văn Đô còn có thể chơi tốt được cả hai cánh, anh và người đồng đội Lê Văn Xuân đã được huấn luyện viên Park Hang-seo điều chỉnh đổi cánh trong hiệp 2. Trên sân, Văn Đô cho thấy sự tự tin, phong thái đỉnh đạt trong lối chơi. Dù là một hậu vệ, nhưng anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, những tình huống lên tham gia tấn công của Văn Đô cũng cho thấy rất nhiều sự lợi hại. Đầu hiệp 2, chính hậu vệ sinh năm 2001 đã đi bóng táo vào trung lộ, sau đó đưa ra đường chuyền xé toàn hàng thủ U23 Indonesia để Nhâm Mạnh Dũng căng ngang giúp Tiến Linh mở tỷ số. Pha bóng này đã cho thấy phẩm chất toàn diện của Lê Văn Đô, từ kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật, tất cả đều được anh thực hiện thuần thục để góp công lớn trong bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam. Thậm chí ở cuối trận, Văn Đô còn được điền tên lên trên bảng tỷ số khi có pha tạt bóng khó chịu đi thẳng vào khung thành của U23 Indonesia. Bàn thắng đó là một phần thưởng xứng đáng để khép lại một ngày thi đấu thành công của hậu vệ số 7 của U23 Việt Nam. Trước ngày SEA Games diễn ra, sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu đã khiến người hâm mộ không thể không lo lắng. Nhưng màn trình diễn của Lê Văn Đô đã giúp khán giả yên tâm về vị trí hậu vệ cánh trái của U23 Việt Nam. Hy vọng với phong độ cao cùng tinh thần đang lên sau chiến thắng tưng bừng trong ngày ra quân, Lê Văn Đô cùng các đồng đội sẽ tiếp tục diễn một lối chơi đẹp mắt và có được kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo tại SEA Games 31.